trình nhỏ. Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình mình sẽ làm món chân gà lắc xả tắc siêu cay. Mình mời cả nhà vào bếp với mình nha. Để chuẩn bị món chân gà, đây, ở đây mình đã có tất cả các nguyên liệu. Đây mình có 1 kg chân gà. Chân gà này á, mình mua về mình đã sơ chế sạch sẽ rồi nha cả nhà. Mình đã ngâm qua nước muối và nước giấm á, rồi mình rửa cho nó thật sạch, nên cái chân gà nó được trắng như vậy. Rồi những cái nguyên liệu đi kèm, mình có lá chanh, xả, gừng, ớt và trái tắc. Rồi bên đây á, mình có nước mắm, đường và ớt khô, và đây là ớt sa tế. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái phần chân gà này mình đi luộc sơ. Rồi ở đây mình đã chuẩn bị cái nồi nước. Nồi nước này nó cũng đã rất là sôi rồi. Trong đây á, mình có cho xả và gừng vào và chút xíu muối. Bây giờ mình cho hết tất cả cái phần giò gà này vào đây. Rồi. Giò gà này mình cũng đã cắt sạch hết tất cả những cái móng của nó rồi nha cả nhà. Đây, bây giờ mình sẽ để cái phần giò gà này ở đây mình luộc 10 phút. Rồi sau 10 phút mình sẽ vớt nó ra. Rồi, bây giờ tới cái phần này. Đây là ớt và trái tắc. Mình cho tất cả cái phần này vào đây cho nó rộng chỗ. Này, những cái trái tắc này mình sẽ cắt đôi nó ra. Rồi tới cái phần gừng. Gừng này mình cũng sắc sợi. Đây, mình sẽ sắc sợi nhuyễn nha cả nhà. Bây giờ tới cái phần ớt. Ớt này mình sẽ sắc một phần như vậy. Rồi mình sẽ để qua một bên. Rồi còn cái phần này mình sẽ sắc vuông, mình sẽ sắc sợi nhé. Rồi mình lấy cái ruột và cái hộp của nó qua một bên. Đây như vậy, mình sẽ sắc cái phần ớt này sắc sợi. Rồi tới cái phần lá chanh này. Lá chanh này mình sẽ sắc sợi. Sắc sợi nhuyễn nha cả nhà. Còn cái phần xả này là mình sẽ bào. Mình sẽ bào mỏng tất cả cái phần xả này nha cả nhà. Rồi, bây giờ cái phần chân gà này mình cũng đã luộc được 10 phút. Đây, nó cũng đã mềm. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra khỏi cái chỗ này. Đây, sau khi mình luộc xong mình sẽ gấp nó ra. Mình cho nó qua một cái thao. Thao này mình đã chuẩn bị có nước đá. Mình gấp tất cả cái phần chân gà này ra. Cho nó qua đá để cho nó trắng và giòn cái chân gà này.
đây là cái phần chân gà. Sau khi mình ngâm nước đá được 10 phút, mình đã vớt nó ra, mình để ráo. Rồi bên đây là cái phần đồ bổi, sả. Sả này mình cũng đã bào xong. Và mình có cho thêm một phần tỏi nữa nha cả nhà. Rồi, giờ mình cho hai cái phần này qua một bên. Đây, đây là tới cái phần nước sốt. Cái phần nước sốt này là mình có sử dụng, đây là đường, mình có 3 muỗng canh đường. Và bên đây nước mắm, mình có 6 muỗng canh nước mắm. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đường này vào trong nước mắm. Mình sẽ quậy đều nó lên. Rồi đây là mình có 1 muỗng cà phê, ớt khô, ớt bột. Mình cũng cho chung vào đây. Rồi ở đây mình có 1 muỗng cà phê ớt sa tế. Ớt sa tế này mình làm ở nhà. Mình cũng cho hết vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều nó lên. Đây, cái phần hỗn hợp này mình cũng đã quậy nó đều lên rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho tất cả nó vào đây, vào trong cái chân gà này. Rồi tiếp đó là mình cho cái phần trái tắc này vào đây. Mình không cần nặng nước của trái tắc này, tại vì khi mình xóc lên đó thì cái nước trái tắc này nó cũng sẽ ra và nó hòa quyện vào trong cái giò gà này. Nó sẽ làm cho cái độ chua ngọt. Rồi mình sẽ trộn đường lên. Rồi bây giờ tới những cái phần này, gừng, mình cho gừng vào đây và sả. Sả này mình sử dụng 100g sả, 1 kg giò gà và 300g trái tắc, 1 trái ớt sừng và tỏi và một chút đỉnh lá chanh. Rồi, còn cái phần này mình sẽ chừa lại để mình trang trí. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều nó lên tất cả trước khi mình đem đi mình xắt. Rồi, đây, bây giờ mình đã trộn đều cái phần này tất cả. Bây giờ mình sẽ cho nó vào trong một cái hộp có nắp thì mình đã chuẩn bị. Mình sẽ cho nó vào một lượng vừa phải, tại vì nó nhiều quá mình không thể nào cho hết được. Đây, bây giờ mình đã cho vào đây một phần. Còn một phần mình để bên đây, mình sẽ làm hai lần. Giờ mình đẩy cái nắp này lại, mình sẽ xóc. Đây mình sẽ lắc đều. Mình sẽ lắc đều nó hết nha các bạn. Bây giờ cái phần giò gà này sau khi mình đã lắc đều tất cả rồi, mình sẽ đợi, mình để cho nó ngấm 1 tiếng đồng hồ sau mình mới thưởng thức được. Như vậy cái giò gà mình nó sẽ ngấm đều vào trong, nó rất là ngon. Đây, chân gà lắc sả tắc siêu cay của mình đã xong rồi nè cả nhà. Mình để cho nó ngấm 1 giờ. Bây giờ
Giò gà của mình cũng đã ngấm. Mình đã cho ra dĩa. Đây, cả nhà thấy có đẹp không? Cái vị của nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, nó rất là ngon. Với cái cách làm này đó, mình cũng có thể mình để cái chân gà mình á, nó ngấm lâu hơn cũng được nữa, nó càng lâu thì cái chân gà nó càng thấm, cái món ăn mình nó sẽ ngon hơn. Đây, cả nhà thấy màu sắc có đẹp không? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Nếu như cả nhà thấy thích, cả nhà nhớ like, đăng ký, ấn chuông để cập nhật được những video mới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và tạm biệt.